Muốn hóa giải oan trái hận thù, Phật dạy phải thường khởi lòng từ tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa, xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố, nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn. Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói, trì trai khổ hạnh không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của bậc thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới niết bàn. Kệ rằng, người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chớ giữ ích chi. Phận tu trì tai gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hay là người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao. Mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thuở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La: muốn thành tựu hạnh nhẫn, phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và cạc nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ, mà cũng không chán ghét, tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước. Dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ, hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hạnh của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối, mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trì giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trì tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trì ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trì kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt, không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác. La Hầu La, từ, bi, hỷ và xả
là bốn tâm rộng lớn, không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế. Dí có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chứ thốt ra lời ác. Con phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn nhục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân, thể nữ, quần thần vào rực săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp. Sàng Đề tiên nhân nói: muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vị tha, bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi nhìn thấy, ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dâng trào, liền xuống ngựa bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân chửi mắng, hủy nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn nhục. Hành nhẫn nhục là thế nào? Hành nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát: thôi, hãy im đi. Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng gian gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Dương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo: đây là lời nói dối trá, vô lễ. Rồi mạnh tay vung gươm cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi ướt đẫm cả hai má, nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thế thế Ca Lợi vung gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói: thử coi ngươi còn nhẫn nổi không. Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách, rên than. Vua lặng thinh suy nghĩ, người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi: hỡi tiên nhân, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào? Này đại dương, nếu tôi có lỗi bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội,
nhưng biết đâu trong quá khứ